Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng các bạn đến với video của mình. Trong cái video này, mình sẽ giới thiệu cho các bạn top 10 chai nước hoa mà mình cảm thấy là phù hợp với các bạn tầm tuổi teen, còn là tầm từ khoảng từ 18 đi, 18 cho đến khoảng 21-22. Mình muốn gợi ý cho các bạn những cái chai nước hoa, những cái mùi hương mà mình cảm thấy là nó phù hợp với cái độ tuổi của các bạn, trẻ trung, năng động, tràn đầy năng lượng và cá tính đó. Ok, let's go. Ở vị trí số 10 và số 9, mình muốn giới thiệu đến hai chai nước hoa mà rất là quen thuộc đến với các anh em rồi. Nhưng nếu như chúng ta không nói đến hai chai nước hoa này thì sẽ rất là đáng tiếc. Đó là Chanel Allure Homme Sport và Acqua di Gio. Hai chai nước hoa này, một chai với mùi hương hoa quả nhẹ nhàng, rất là dễ chịu, rất là dễ dàng ghi điểm khi chúng ta xịt và đến những nơi mà chúng ta sẽ đến. Một chai nước hoa thì mang đậm phong cách sport, thể thao, khỏe mạnh. Chắc chắn khi mà các bạn dùng hai chai nước hoa này, nó sẽ giúp cho các bạn ghi điểm rất là nhiều, rất nhiều. Do đó ở vị trí số 10 và số 9, mình muốn giới thiệu cho các bạn hai chai nước hoa. Có thể là nó không phải là mới, thế nhưng không thể không nhắc đến, đó là Acqua di Gio và Chanel Allure Sport. Ở vị trí số 8, chai nước hoa mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó là một sản phẩm của nhà Cartier. Nó có tên là Cartier Declaration. Có một cái khá là thú vị là một người bạn của mình cũng là một người chơi nước hoa cũng khá là lâu rồi. Thì cái quan điểm của bạn đó thì khá khác với mình. Trong khi đối với mình thì mùi hương này nó hợp với những bạn nào đang trong cái tầm tuổi vẫn là còn là trẻ nhưng các bạn thích cái phong cách điềm đạm, suy chín chắn. Thì người bạn của mình lại cho rằng cái mùi hương của chai nước hoa này khá là già dặn, rất là già. Đó, nó đại khoảng tầm từ khoảng 27, 28, 29. Đó, cái này thì là quan điểm nó hơi bị trái chiều nhau. Nhưng đối với quan điểm của mình thì mình vẫn cho rằng chai nước hoa này các bạn tuổi vẫn còn đang trong tầm tuổi teen, nhưng các bạn thích cái phong cách kiểu như dạng manly rồi, đã có cái sự từng trải chín chắn rồi, thì Cartier Declaration này là một cái sự lựa chọn cho các bạn. Do đó ở vị trí số 8, Declaration. Ở vị trí số 7, đó là một sản phẩm của nhà John Varvatos. Nó có tên là John Varvatos Artisan Pure. Một cái mùi hương nói chung là không bị kén tuổi tác, không bị hạn chế vào các dịp sử dụng, bởi vì với cái mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng, không quá nồng, nó sẽ giúp cho các bạn khá là đa dụng. Các bạn có thể đi học, đi chơi, đi làm, đi hẹn hò, nói chung là rất là nhiều dịp các bạn hoàn toàn có thể sử dụng mùi hương của chai nước hoa này, với cái độ bám tỏa mùi vừa phải, không quá dữ, không quá yếu. Nói chung đây là một cái sự lựa chọn rất là đa dụng cho các anh em khi các bạn sử dụng chai nước hoa này. Do đó vị trí số 7 mình muốn gợi ý cho các anh em là John Varvatos Artisan Pure. Ở vị trí số 6, đây là một cái chai nước hoa phải nói là rất là rẻ. Cái chai này thì mình cũng không mua ở Việt Nam, mà đây là một cái món quà một người chị của mình. Khi mà đi Singapore thì chị mua tặng cho mình. Giá thì nó chỉ khoảng hơn 500.000 thôi. Đó là chai nước hoa có tên là Tommy Boy của nhà Tommy. Để nói về chai nước hoa này, và các bạn có thể hoàn toàn có thể lấy cái tên của chai nước hoa, nó đang gợi lên tất cả, Tommy Boy. Khi mà mình thật sự là cái khoảng khi mà mới lúc đầu mình, khi mà mình chưa xịt thì mình cũng nghĩ đây là cái tiền nào của đấy. Đó, mùi hương chắc là cũng không có gì đặc biệt. Thế nhưng khi mình xịt thì mình đã cảm thấy là mình khá là sai lầm. Chai nước hoa này mình xin nhấn mạnh là đặc biệt hợp với các bạn nào mà có một cái phong cách sport nam tính, thì nó sẽ cực kỳ hữu dụng giúp cho các bạn ghi điểm. Bởi vì khi mà các bạn đã có một cái phong cách sport, các bạn đầy năng lượng, các bạn năng động, tự tin, thì cái việc mùi hương sử dụng nó chỉ là hỗ trợ thêm cho các bạn thôi. Đó, thì mùi hương của Tommy Boy này với cái nhẹ nhàng của táo, oải hương và hổ phách, đó một cái mùi hương rất là dễ chịu, khỏe khoắn, mình tin chắc là nó sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều, rất nhiều. Do đó
Ở vị trí số 6, mình muốn giới thiệu cho các anh em một sản phẩm của nhà Tommy, Tommy Boy. Ở vị trí số 5, đây là một con chai nước hoa rất là quen thuộc rồi, nhưng cũng không thể không nhắc đến San Vittore Ferragamo F Black. Các bạn hãy cứ dùng và cảm nhận, mình không cần gì phải nói nhiều về chai nước hoa này. Giá rẻ, đa dụng, rất sexy. Nói chung đây là mùi hương đáng từng đồng tiền khi mà các bạn bỏ ra để sử dụng. Ở vị trí số 5, San Vittore Ferragamo F Black. Ở vị trí số 4, đó là một sản phẩm của nhà Bulgari. Nó có tên là Bulgari Aqua Amara. Phải nói là mặc dù cái chai nước hoa này về mặt lý thuyết là dùng trong mùa hè, nhưng mình cảm thấy mùi hương của chai nước hoa này nếu xịt mùa hè ở Việt Nam thì nó khá là mạnh, hơi mạnh. Do đó mình cảm thấy rằng nếu mà xịt và dùng mùa thu thì rất là hợp lý, nó sẽ hợp lý hơn. Do đó trong cái video này mình sẽ gợi ý cho các bạn sử dụng chai nước hoa của nhà Bulgari này. Để nói về mùi hương của chai nước hoa này, đây là cái chai nước hoa hiếm hoi của nhà nước hoa Bulgari, mình đánh giá cao, mình đánh giá nó rất là cao. Mùi hương nồng nàn, quyến rũ và thu hút. Các anh em hãy cứ xịt và cảm nhận đó. Mình nghĩ là nó sẽ không làm cho các bạn thất vọng. Do đó ở vị trí số 4 mình muốn giới thiệu cho các anh em đó là Bulgari Aqua Amara. Ở vị trí số 3, đây là một con chai nước hoa mà trong một cái video trước mình đã nói đến, đó là Halloween Man One Shot. Đừng bao giờ coi thường chai nước hoa này. Có thể đối với các anh, một số các anh em thì cái thương hiệu Halloween này nó khá là xa lạ, nó không phải là một cái tên quá là nổi tiếng trong ngành công nghiệp nước hoa. Nhưng đừng bao giờ các bạn coi thường chai nước hoa này. Bởi vì khi mà mới đây thôi mình xịt cho một người bạn của mình, để khi mà đi thẩm mùi thì anh bạn của mình đã phải trầm trồ và ngạc nhiên, bởi vì không thể ngờ được cái mùi hương của chai nước hoa này nó tuyệt vời đến mức độ như thế. Do đó ở vị trí số 3, Halloween Man One Shot, mình muốn giới thiệu cho các anh em. Ở vị trí số 2, đó là một sản phẩm của nhà Versace, Versace Eros. Mùi hương của chai nước hoa này thì mình nghĩ là anh em rất là nhiều người biết đến rồi. Nồng nàn, mở đầu bằng mùi mát lạnh của bạc hà và sau đó là một cái nốt hương nồng nàn, đậm đà, quyến rũ. Trong cái tiết trời lạnh của mùa đông, các bạn xịt mùi hương của chai nước hoa này và hãy trải nghiệm nó. Mình nghĩ là nếu như bạn nào có một cái phong cách một chút gì đó gọi là sexy, đúng không? Biết cách ăn nói với các chị em, biết hiểu gọi là khá hiểu tâm lý các chị em, và các bạn sử dụng thêm mùi hương của chai nước hoa này thì một nốt nhạc là các bạn có thể xử lý được hết tất cả các vấn đề. Do đó ở vị trí số 2 mình muốn gợi ý đến cho các anh em đó là Versace Eros. Ok, ở vị trí số 1, chai nước hoa mình muốn giới thiệu đến cho anh em đó là một sản phẩm của nhà CK, đó là CK One Shot. Đây là một cái mùi hương mà mình đánh giá nó có thể gọi là cao, nằm trong top những cái chai nước hoa của nhà CK luôn. Một cái mùi hương thuốc lá trẻ trung, tràn đầy năng lượng và sự tự tin. Khi mà mình mới xịt thì mình cảm thấy một cái vị thuốc lá nó hơi là khô, có vẻ là hơi dày dặn, nhưng mà sau đó thì bắt đầu nó có những cái nốt ngọt, nó yển, nó mix cùng với thuốc lá và nó tạo ra một cái mùi hương mềm mại, uyển chuyển và đầy năng lượng. Đó, chắc chắn đây là một cái sự lựa chọn cực kỳ chính xác nếu như anh em nào thích một cái mùi hương dành cho tuổi teen và mùa đông. Do đó ở vị trí số 1 mình muốn giới thiệu đến cho anh em đó là chai nước hoa CK One Shot. Thì trên đây là top 10 chai nước hoa mình muốn gợi ý đến cho các anh em tuổi teen. Các bạn có thể năm chai đầu tiên là mùa xuân hè và năm chai tiếp theo đó là thu đông. Thì mình hy vọng là trong cái video này có thể giúp được cho các anh em khi các bạn muốn mua cho mình một cái mùi hương đó. Video của mình đến đây là hết. Hãy like và share nếu bạn cảm thấy video có giá trị và đừng quên subscribe kênh của mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.